Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tốt Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Song sát lì xì, Liverpool ca khúc hài hoàn đầu năm mới. Song sát Salah Mane lập công, Liverpool dễ dàng giành 3 điểm đầu tiên trước Sheffield trong trận mở màn năm mới. Đúng như dự đoán, Liverpool đã đón nhận món quà lì xì đầu năm với một cách hoàn hảo. Tiếp đón Sheffield trên thánh địa Anfield trong trận đấu đầu tiên của thập kỷ, không khó để Liverpool có được điều mình cần. Ngôi sao tấn công đáng chú ý Mohamed Salah sớm đem đến niềm vui cho các cổ động viên tại Anfield. Ngay phút thứ tư, từ pha trượt chân của hậu vệ Bulldog, Robertson thoải mái kiến tạo để Salah ghi bàn thắng thứ 10 cho riêng mình trong mùa giải này, đồng thời đem về lợi thế sớm cho Liverpool. Thời gian còn lại, khán giả đã được chứng kiến màn kiểm soát gần như toàn bộ của Liverpool, hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0. Sang đến hiệp 2, thế trận có phần sôi nổi hơn với sự phản kháng chủ động đến từ Sheffield. Dù vậy, những nỗ lực của đối khách là không đủ với sức mạnh hủy diệt của đội chủ nhà. Phút thứ 63, Mane chính thức dập tắt hy vọng có điểm của Sheffield khi anh và Salah đập nhà hoàn hảo ghi bàn thắng thứ 2 cho Liverpool. Sau bàn thắng thứ 2, Liverpool chủ động chơi chậm, cùng với sự góp mặt của một số cái tên trên băng ghế dự bị thay Salah, Mane và Robertson, Liverpool coi như đã khép lại trận đấu này. 2-0 là kết quả cuối cùng. Liverpool tiếp tục giành chắc ngôi đầu về chiến thắng sân nhà thứ 51, còn Sheffield họ cũng không có gì phải buồn bởi đơn giản đối thủ của họ là Liverpool. Sao trẻ khiến MU si mê tới Turin kiểm tra y tế, sắp ra mắt Juve với giá 35 triệu euro. Juventus vừa xác nhận tiền vệ Dejan Kulusevski của Atalanta đã tới Turin kiểm tra y tế và chuẩn bị ký hợp đồng với nhà đương kim Serie A. Đây là thông tin chẳng vui vẻ gì dành cho United, đội bóng rất muốn có sự phục vụ của cầu thủ này. Nếu được chứng minh không có vấn đề gì về sức khỏe, Kulusevski sẽ đầu quân cho bàn đầm giá thành Turin với giá 35 triệu euro, chưa kể 9 triệu euro phí phát sinh. Anh dự kiến sẽ ký hợp đồng 4 năm với Juve và được hưởng mức lương 2,5 triệu euro mỗi mùa. Hiện vẫn chưa rõ Kulusevski sẽ phục vụ Juve ngay hay còn chơi cho Parma đến hết tháng 6 theo đúng hợp đồng cho mượn. Kulusevski mới lên chơi ở đội 1 Atalanta hồi tháng Giêng năm nay. Anh là nhân tố chủ chốt giúp Parma đang có được thứ hạng khá cao trên bảng xếp hạng Serie A với vị trí thứ 7. Đáng chú ý, mới cách đây không lâu, tờ The Sun từng tiết lộ Kulusevski là mục tiêu theo đuổi của cả MU, Chelsea, Liverpool lẫn Arsenal. Anh được nhiều đội bóng lớn quan tâm như vậy là do thể phong độ cực kỳ ấn tượng thời gian gần đây. Trong 17 lần ra sân ở Serie A mùa giải này, cầu thủ 19 tuổi người Thụy Điển đã ghi tới 4 bàn và tung ra 7 đường truyền, giúp đồng đội lập công. Riêng về khả năng kiến tạo, anh hiện chỉ xếp sau duy nhất tiền vệ Luis Alberto của Lazio khi đã có 11 đường truyền thành bàn. Ở hai vòng đấu gần nhất, Kulusevski đã in dấu giày vào 3 bàn thắng và một lần được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận. Với phong độ thuyết phục như vậy, anh mới giành giải cầu thủ hay nhất Serie A tháng 12. Ibrahimovic ra mắt AC Milan khoác sổ áo lạ. Rạng sáng nay, Zlatan Ibrahimovic đã chính thức ký hợp đồng 6 tháng với AC Milan và chọn sổ áo lạ 21. Zlatan Ibrahimovic đã đạt thỏa thuận trở lại AC Milan từ đầu tuần này. Tuy nhiên, tiền đạo 38 tuổi người Thụy Điển chỉ chính thức bay đến Milan ký hợp đồng vào hôm nay giờ Việt Nam. Ibra đến Milan từ buổi sáng, anh vượt qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc vào buổi chiều trước khi rạng rỡ ra mắt AC Milan cùng với giám đốc thể thao Jovonimir Boban. Hợp đồng của tiền đạo này chỉ kéo dài 6 tháng, nhưng anh có tùy chọn gia hạn thêm 1 năm nếu chơi tốt. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp Ibra khoác áo AC Milan. Trước đó, anh từng thi đấu cho Rossoneri 2 năm từ 2010 đến 2012, ghi được 56 bàn thắng sau 85 trận, góp công lớn giúp Milan vô địch Serie A 2011. Đây cũng là chức vô địch Serie A gần nhất mà Rossoneri giành được. Hè 2012, Ibra chuyển đến Paris Saint-Germain, sau đó tiền đạo này tiếp tục hành trình với United và LA Galaxy. Đến đâu anh cũng mặc áo số đẹp, số 9 hoặc số 10. Thế nhưng lần trở lại Milan này, Ibra phải mặc áo số 21, đơn giản vì các số áo khác đều đã có chủ và Milan không thể thay đổi vào giữa mùa giải. Chia sẻ trong lễ ra mắt, Ibra nói, "Tôi luôn luôn nói rằng đây là nhà của tôi và cuối cùng tôi đã trở lại. Tôi đã trải qua nhiều câu lạc bộ khác nhau, nhưng điều quan trọng là tôi đã trở lại đây. Các bạn hãy chờ đợi tôi ở San Siro và chúng ta cùng nhau bùng cháy một lần nữa." Sao Arsenal gặp hạn nghỉ 9 tháng? Ngôi sao của Arsenal Callum Chambers đã dính chấn thương đầu gối rất nặng và phải nghỉ thi đấu khoảng 9 tháng tới. Callum Chambers đã bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối trái trong trận Arsenal thua Chelsea vừa qua. Hậu vệ 24 tuổi này đã phẫu thuật và cần khoảng 6-9 tháng để bình phục hoàn toàn. Tranh trang chủ, Arsenal xác nhận thông tin thêm về chấn thương ở trận đấu với Chelsea. Chúng tôi có thể xác nhận Callum Chambers đã bị đứt dây chằng đầu gối trái. Anh ấy đã phẫu thuật tại London vào sáng thứ Năm.
Quá trình hồi phục chức năng dự kiến sẽ kéo dài từ 6 đến 9 tháng. Các thành viên trong câu lạc bộ sẽ luôn ở cạnh bên hỗ trợ Callum để anh ấy trở lại sớm nhất. Đây được xem là vận hạn lớn với Callum Chambers. Hậu vệ đa năng này đã rất vất vả để giành được suất đá chính tại Arsenal trước khi dính chấn thương nặng. Mùa này Chambers đã có tổng cộng 18 lần ra sân, ghi được một bàn thắng. Cho dù Arsenal để mốc 6 đến 9 tháng, nhưng các chuyên gia hàng đầu cho rằng Callum Chambers rất khó hồi phục hoàn toàn sau 6 tháng. Với các chấn thương tương tự, các cầu thủ thường mất đến 9 tháng để có thể trở lại thi đấu bình thường. Trong bất cứ trường hợp nào, mùa giải này cũng đã kết thúc với Chambers. Chấn thương của cầu thủ này cũng khiến Arsenal phải tìm kiếm một hậu vệ mới trong khi chuyển nhượng tháng 1. Huấn luyện viên Arteta xác nhận, chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm trên thị trường các lựa chọn để tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Đó là nghĩa vụ của chúng tôi và tôi cam kết Arsenal sẽ làm việc này. Đến Emirates, sao Barca sắp gia nhập Arsenal? Trên mạng xã hội rộ lên tin đồn Arsenal sắp chiêu mộ trung vệ Samuel Umtiti từ Barcelona. Thông tin nói trên xuất hiện sau một động thái trên Instagram của Samuel Umtiti. Cụ thể trên mạng xã hội, hậu vệ người Pháp đăng tải thông điệp và bức ảnh cho thấy anh đã đến London và có mặt ở sân vận động Emirates. Samuel Umtiti đến Emirates để xem trận cầu đinh vòng 21 Premier League giữa Arsenal và MU. Trận đấu này pháo thủ đánh bại Quỷ Đỏ với tỷ số 2-0. Việc Samuel Umtiti có mặt ở Emirates dấy lên tin đồn rằng cầu thủ 26 tuổi đến London để chốt hợp đồng với Arsenal. Trên mạng xã hội, người hâm mộ pháo thủ rất hào hứng với tin đồn Samuel Umtiti sắp gia nhập Arsenal, đồng thời thúc giục đội nhà sớm công bố thương vụ này. Nếu Samuel Umtiti chuyển đến đầu quân cho Arsenal thì đây không phải là thông tin bất ngờ. Vì mất vị trí ở Barcelona nên cựu cầu thủ Lyon muốn đi và hoàn toàn có thể rời Newcastle ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Vì chấn thương từ mùa trước dẫn đến mất phong độ nên Samuel Umtiti không được huấn luyện viên Van Vede tin dùng. Từ đầu mùa 2019-2020, tuyển thủ Pháp mới chỉ đá 7 trận, trong đó có 5 trận tại La Liga và 2 trận tại Champions League. Samuel Umtiti mất vị trí và tay đồng hương Lenglet vì huấn luyện viên Van Vede ưa dùng cựu trung vệ Semila và Pique ở trung tâm hàng thủ. Huấn luyện viên Arteta hy vọng Saka đổi ý. Huấn luyện viên trẻ người Tây Ban Nha Mikel Arteta hy vọng tiền vệ Granit Xhaka sẽ ở lại sau kỳ chuyển nhượng tháng 1. Sau chiến thắng đầu tay cùng Arsenal, huấn luyện viên Mikel Arteta đang phải đối mặt với nguy cơ mất tiền vệ Granit Xhaka. Ngôi sao người Thụy Sĩ dường như đã xác định rời Emirates sau cuộc đụng độ với người hâm mộ trong trận đấu với Crystal Palace hồi tháng 10 vừa qua. Người đại diện của Xhaka, Joel Noguera, tiết lộ thân chủ của ông đã đạt thỏa thuận với Hertha Berlin và vấn đề còn lại chỉ là phí chuyển nhượng giữa hai câu lạc bộ. Noguera nói, chúng tôi đã nói chuyện với ông chủ Raul Sanahi của Arsenal, giám đốc thể thao Edu Gaspar và tân huấn luyện viên Arteta. Arsenal đã được thông báo về tất cả các bước, Xhaka và Hertha Berlin cũng đều rõ ràng. Vấn đề giờ chỉ còn là phí chuyển nhượng giữa hai câu lạc bộ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Arteta lại không muốn Xhaka rời đi vào tháng 1. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha thổ lộ yêu thích mẫu cầu thủ như Xhaka và tin rằng anh có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại khi ở lại câu lạc bộ. Chiến lược gia 37 tuổi chia sẻ, tôi thực sự thích cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ở lại. Nếu ở lại với chúng tôi, cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ vĩ đại của câu lạc bộ. Đêm qua, Xhaka cũng đã có trận đấu được đá chính đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Arteta. Tiền vệ người Thụy Sĩ chơi trọn vẹn 9 phút, góp công giúp pháo thủ có được chiến thắng 2-0 cho Man United. Sergio Mendes sắn tay giúp Arsenal chiêu mộ nhà đương kim vô địch World Cup. Phía Atletico Madrid đang yêu cầu Sergio Jorge Mendes cố gắng chốt thương vụ tiền vệ Thomas Lima sang Arsenal. Lima từng suýt gia nhập pháo thủ năm 2018 trước khi cập bến Atletico với giá 63 triệu bảng từ Monaco. Thế nhưng kể từ thời điểm đặt chân tới La Liga, tiền vệ người Pháp thi đấu khá nhạt nhòa nên Atletico đang muốn thay nghỉ anh nhằm cắt lỗ cũng như dành ngân sách chiêu mộ một tiền đạo mới. Về phần Arsenal, sau khi bổ nhiệm Mikel Arteta làm huấn luyện viên trưởng, họ được cho là đã quay trở lại theo đuổi Neymar và Atletico ngay lập tức thừa cơ hội này thực hiện kế hoạch của mình. Tờ Marca khẳng định phía Atletico đã kêu gọi Sergio Mendes, người đại diện đáng tin cậy nhất của họ, sắn tay vào việc đàm phán với Arsenal ở thương vụ bán Neymar. Huấn luyện viên Arteta gần đây đã xác nhận ông sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Arsenal để thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng tại phiên chợ tháng Giêng 2020. Dù vậy, hiện vẫn chưa rõ liệu pháo thủ có thể đáp ứng số tiền tương đối lớn đều chiêu mộ ở nhà vô địch World Cup 2018 hay không. Hiện tại, Arsenal đang rất cần bổ sung lực lượng để có thể chinh chiến tốt trong phần còn lại của mùa giải 2019-2020. Chiến thắng 2-0 trước Man United đêm qua giúp đội chủ sân Emirates leo lên vị trí thứ 10 tại Premier League với 27 điểm. Lúc này, Lima còn giao kèo 3 năm với Atletico Madrid. Rất nhanh, Man United đã tìm ra hai cái tên thay thế Pogba và McTominay. Manchester United đã có cho mình hai mục tiêu trong công cuộc nâng cấp hàng tiền vệ. Với việc Scott McTominay vắng mặt dài hạn và Paul Pogba dự kiến phải trải qua một ca phẫu thuật, Manchester United rất cần bổ sung nhân sự nơi tuyến giữa của mình trong giai đoạn khó khăn này.
Theo tiết lộ từ ESPN, Shin Longstaff và Emre Can đã được huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer đưa vào danh sách mục tiêu của mình. Dễ hiểu khi trước đây từng xuất hiện hàng loạt thông tin về việc Quỷ Đỏ để mắt đến hai cái tên này. Longstaff đang trải qua một mùa giải ấn tượng tại Newcastle. Anh cùng với người em trai Marty của mình cũng từng đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của chiếc chòe trước Manchester hồi tháng 10. Đáng chú ý, Longstaff được cho là mục tiêu của Quỷ Đỏ trong mùa hè vừa qua. Trong khi đó, cựu cầu thủ Liverpool, Can lại không được trọng dụng tại Juventus dưới thời huấn luyện viên Maurizio Sarri. Kể từ đầu mùa, tiền vệ người Đức mới chỉ có được 272 phút ra sân tại Serie A. Anh còn bị loại khỏi danh sách cầu thủ được đăng ký cho đấu trường Champions League. Cả hai tiền vệ này có thể được coi là những khoản đầu tư dài hạn vững chắc, đúng với tiêu chí của Solskjaer trên thị trường chuyển nhượng tháng 1. Nhưng với việc Manchester thiếu hụt sức sáng tạo, có lẽ chiến lược gia người Na Uy nên nhắm đến một tiền vệ hậu công, điển hình như James Maddison. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.